Bây giờ sắc thì hoài ta. Nắng quá. Làm chi mà. Đang buổi chiều nắng quá các bạn ơi. Xin chào các bạn đã quay trở lại với đại gia đình BBBAP cùng với những bé bắp thân yêu. Hát xì cái đổi giọng luôn rồi. Đây là Hảo và lại là BTB, đây là Khịa. Ở sao mà nó mệt mỏi với cuộc đời quá vậy? Nó giống như một cục slam vậy á. Bây giờ mình đi đâu vậy anh? Em muốn ăn yogurt không? Em không có thèm yogurt. Đâu cần phải thèm đâu, tới đó nhét mỏ thôi. Em không muốn ăn yogurt. Vậy mình đi Nike. Đi Nike xong rồi đến Chibi, anh sẽ mua thật nhiều trái cây. Chuẩn bị cho buổi tối hôm nay mình chơi cho lúc sinh nhật bắp luôn. Ghê vậy? What you say? What you say? Chơi. Hôm nay là... Để chơi tới countdown như New Year không em? Hôm nay là cả tháng 4. Hôm nay là ngày... Nói dối thế giới. Quốc tế, nói dối. Ngày gì mà nó vô lý vậy? Không hiểu luôn, tự nhiên nói dối. Nói dối này được gì? Nói dối làm trái tim đau. Nào là tao mới bị đụng xe, nào là vé Việt Nam giờ còn có mấy trăm đô thôi, tụi bay tranh thủ về đi. Nào là tao giờ tao có thai que hai gạch ba gạch gì. Chi vậy? Để làm gì vậy? Lừa đảo nhau được rồi thì được cái gì vậy? Chắc vui. Ê tới ngày này mẹ nhí nó quay qua nói nhí nhí. Con phải con mẹ nó chắc chết luôn. Ê nói chung là bây giờ mình đi Nike đúng không? Nike clearance hả? Nhưng mua đồ cho em. Đi sắm đồ cho bác các bạn ơi. Sắm đồ gì trong đó em đã mua gì Nike clearance đâu? Em đi sắm đồ mới bỏ vào cũ. Không cần biết mua gì hết. Quá hả? Ghê vậy. Sao? Mình không cần có phải có lý do mình thích mình mua vậy thôi đó được không? Mua không xài được không? Làm gì? Ngửa tay ngửa chân muốn đi mua cho đốt thời gian như đó được không? Ai ý kiến gì thì lên phường. Ê tự nhiên cái nói chứ thèm cái mang của nó đà á men. Thì muốn đi. Có bán hay không đó là vấn đề á kìa. Cái chỗ này Nike store bán đồ ok, bán đồ rẻ nè. Nhưng mà có điều mua không được trả thôi. Bác quên khẩu trang ở nhà rồi. Trong đây còn đâu bác đeo khẩu trang đâu. Bác phải đeo cái khẩu trang bằng vải này. Y như ninja vậy, đen thui từ trên xuống dưới. Chúng tôi là một nhẫn giả. Hello Khịa. Mới ngủ dậy cho nên giống như là con zombie vậy, giống như cục slam. Nè, đâu bắt đeo khẩu trang đâu. Anh quay em đi lựa nha. Ok. Cho bắp mua thoải mái luôn các bạn à, muốn thích cái gì cũng được. Cái gì vậy em? Cái gì vậy? Em đâu biết, Khịa nó bắt cho em á. Tất cả đồ final sale mua không được trả lại. Quần dày quá. Ủa cái quần gì đây khó hiểu vậy? Thấy mua gì hết sao giờ? Ba lô nè, giày dép. Giày. À đi mua đôi giày cho em đi thôi, đi mua đôi giày cho em đi. Giày của em thấy ghê quá. Thôi em thích mang đôi này. Em trả lại em mang. Áo khoác gì không? Áo khoác ngầu lòi. Vẫn chưa kiếm được đồ các bạn à. Mọi người đang trong quá trình lựa rất là gian khổ. Ủa anh em mấy cái áo này nhìn dễ thương nè má. Áo này nè. Em sờ thử coi là vải như thế nào. Ủa anh có lựa đồ gì của anh không? Tí nữa anh lựa. Anh đi lựa đi. Anh cầm cho đi lựa đi. Anh đảo nhà hôm nay bay. Ok bay. Không lựa được gì hết á các bạn, tại vì bác không có dự định đi mua đồ. Khi lựa được cái váy. Cái váy chứ. Xong rồi khi đi lựa áo khoác bác không lựa được gì hết. Tại vì bác không có ý định mua đồ mà phải có ý định đi mua đồ, có hứng đi mua đồ đi vô mình mới mua được đồ chứ đúng không? Anh mua được gì vậy? Mua đóng đồ luôn nha, anh mua 4-5 cái áo luôn, bé lựa cho anh. Bác sinh nhật ai vậy? Bác không có cái khẩu trang kia, phải đeo cái khẩu trang này nè các bạn. Nhìn giống như quần tà lỏng mà anh. Đeo quần lên nha mày, cái này ngộ nè, cái này mới nè. Oh wow. Oh, oh wow. Mua đồ xong rồi, bây giờ đi đâu đi chợ chứ mi hả? Yeah. Mình đi chợ Mỹ các bạn kiếm snack gì rồi hay hay vui vui vậy. Mình đi mua sắm tiệc tùng cho tối nay. Nghe xe cây ha, mua đồ ha. Em muốn ăn cái gì anh mua về anh nấu cho em à. What you want? Anh đi mua steak về nấu em ăn nhé. Anh mua... Xích bèo đã. Xích bắp lại. Em muốn ăn gì? Em muốn ăn cánh gà chiên nước mắm không? Không, xích bắp lại là bắp gớt ra ngoài luôn á. Đi ra. Sáng quá. Em ăn cánh gà chiên nước mắm không? Anh mua về anh làm cho em ăn. Ôi giời, Khịa giàu giờ năm mấy năm mua đó luôn á hả? Trời ơi, đồ em không có tiền mua chứ Khịa không bao giờ không có tiền mua nha. Sao giàu chứ hả? Giàu anh không may em không? Ai, mình sắm cái gì tối nay mình ăn ta? Ăn gì ngon em? Mình mua trái cây về á, mình làm tiệc trái cây á các bạn.
xong rồi lát về nhà giống trong nhà. Ê, anh muốn mua chai rượu hoài tôi uống nha. Uống đi kìa, uống rượu hoài trái cây vô trong quán. Stella Rosa. Stella Rosa nhưng mà what kind, what flavor? Any flavor. Ê uống không? Trời. Rượu nhẹ các bạn, rượu nho, rượu nhẹ mua về nhà mình ăn nhâm xong nhi. Mình uống mình nhi. Rồi bỏ tủ lạnh nhà em hết đá rồi anh ơi. Nghỉ luôn đi em. Mua cái rượu về bỏ tủ lạnh thôi, tới tối rồi mới uống mà. Bữa bắp nói với các bạn bữa nào rảnh đi vô chợ Mỹ mua snack về ăn á, tối này hôm nay chơi luôn. Quất. Mình mua snack gì em nói, cho nói snack gì không? Mua cái snack gì lạ lạ, mấy cái lạ lạ về ăn thử. Đôi chân lẻ loi, anh lẻ loi. Anh đang muốn Starbucks. Ai? Mày. Chạy qua Starbucks mua hay là mua trong đây? Tối uống Starbucks, what the hell, số mất chứ. No, em uống cái nước trái cây trong Starbucks. Đúng, what hay. Strawberry refresher. Hay để con mua chút. Sướng người ta giờ đi chơi được nhiều người trả tiền cho quá. Sinh nhật em, sinh thần của em cho nên em được special ngày hôm nay thôi. Ghê vậy? Ủa chứ sao? Ơ, 2, 5. Sinh thần tới ngày mai lận mà hôm nay là được ăn mừng rồi. Chúng ta đi vô chợ thôi các bạn ơi. Đá sang đá chỗ để uống chồng lại. Ơ, đúng rồi, đi mua cây. Cái mấy cái cây của bắp hay là nó xong rồi đó. Của con nó còn sống nhăn răng. Của bơ. Của khỉ là còn sống nhăn răng, của bắp là xong xuôi rồi đó. Cây xe đẩy. Đẩy cả thế giới này đi. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng. Trời ơi, ông mua gì nữa? Ủa, cái quýt mặt quỷ đâu? Hi à. Cái quýt mặt quỷ á, nó mắc không mấy cái quýt kia nhưng mà nó ngon lắm các bạn ơi. Tự nhiên bác lại muốn ăn đu đủ, mua đu đủ về ăn ha. Anh ơi, em muốn ăn đu đủ á. Mà đu đủ ngon không? Ờ, con quỷ. Anh mua cho em một trái đu đủ đi. Anh mua cho em một trái đu đủ đi. Lấy đi, trái nào? Trái đó ngon không? Không biết, quất luôn. Mở đất coi thử. Nó hơi dập dập với đít kìa. Anh lựa cho em đi. Quất luôn, trái này đây, quất luôn. Em muốn ăn kiwi vàng nữa. Kiwi vàng đâu? Bên kia không biết có không? Không có kiwi vàng rồi. Hết kiwi hay hết mùa kiwi rồi hay sao á? Táo nhìn có vẻ như không ngon nha. Mua cái gì ngon thôi, không ngon đừng mua. Có vẻ như là không ngon nha. Nhưng mà lựa hai trái thôi. Ok, trái này good. Ok, lấy hai trái táo, hai táo nhìn có vẻ như không được ngon lắm. Cái này là quầy đồ khô nè, các bạn ăn cũng ngon lắm á. Cái này là mấy cái hộp sấy khô, nhưng mà về mình phải rang lại ăn nó mới giòn. Lấy đi, con lấy đi, con lấy cái dầu này con lấy. Hay là bây giờ mình đi lên chỗ hoa nha. Anh lựa trái cây nha, đi lên chỗ hoa nha. Dạ. Em đi lên chỗ quầy bông nha. Đi à, đợi đi chung đợi, luôn đi, đợi. Đó, con lấy đi dầu đi, cái nào này con lấy vậy. Cái này trong phim Châu Tinh Trì là cái này nó nghe được ma nè, nó chuyện nè. Ủa, mình chưa lấy cái trái này ta. Bông này đẹp quá nè. Snap. Đi. Rồi rồi, trái cây xong rồi đó. Ồ, bóng kìa. Hoa nè. Wow. Nè, hôm nay chính thức dẫn các bạn đi tới vườn hoa. Đó, mỗi lần đi tới nè, thì... có hoa bé thích nè, phải không? Không phải, hoa đó em cũng thích. Nhưng mà không phải là cái hoa hôm bữa. Hoa bữa chưng ở nhà giờ nó hết rồi các bạn ơi. Quá trời, nhiều mức giá khác nhau. Trời, có bó bông màu vàng đẹp ghê chưa nè. Wow, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây nữa, chưa hết nha các bạn. Mình được đi mua bánh chưa? Từ từ, bông Easter nè, nó nhiều màu sắc. Mình được đi mua bánh chưa? Từ từ, ăn cái bông mà. Bông cẩm tú cầu nè, nhiều màu, có màu hồng dễ thương quá nè. Nhưng mà bác không mua đâu. Hết tiền rồi các bạn ơi. Good. mua về mua cây thì nó trồng là nó được mua cây thì chân được tươi lâu hơn. Quá trời bông nè các bạn. Vô đây là mê lắm các bạn, nhìn nè, dọc kìa. Con mua nữa hả? Không thôi con mua đi, con mua thì nó còn sống hoài, Út mua là nó chết. Con kiểu Út cái xịt ngon á. Ủa cây này đẹp quá nè, cưng ha. Nó mọc từng tầng nè. Nè. Tặng Út. Ôi tặng Út hả? Sinh nhật hả? Tới đây còn. Ồ cảm ơn. Ôi, loa kèn nè. Đang mùa loa kèn hay sao á. Đẹp quá các bạn ha. Tulip. Bên đây có tulip nè. Quá trời quá đất. Khá đất bị nữa. Ừ, đẹp á. Wow. Ủa, cái này đẹp nè. Cái này hả? Ok. Tặng Út hả?
Dạ, dạ lấy cái bình cái bóng xịt 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 mỗi ngày đi. Ok. Bóng xịt xịt mỗi ngày thế nào, thấy cái lá đó mình mà rút xíu nước, bỏ nước vô. Ở trong đây là người ta làm sẵn, người ta bán rồi các bạn. Bắp ở giữa vườn hoa trong chợ. Xong rồi. Không, không mua bong bóng đâu. Nhà Út nhiều bóng lắm rồi, nhiều bong bóng lắm rồi. Bắp mua nguyên bịch bong bóng chưa bơm luôn các bạn. Tối bắt anh Hảo thổi. Bây giờ mình đi qua mình kiếm bánh snack ăn. Donut ngon quá. Thôi đừng nhìn nữa. Đây 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 đây. Bánh này ngọt lắm, nhìn vậy chứ ngọt lắm. Quầy snack nè. Ủa quầy này đâu phải snack. Ve yeah, ve yeah, ngược ngược. Snack snack snack. Xém xíu nữa đẩy xe rồi đụng tùm lum rồi. Mẹ không biết ăn mấy cái này đâu. Mẹ biết ăn mấy cái này không? À bỏ miệng nhai nuốt thôi, cái gì đâu không biết. Đây các bạn ơi. Thiên đường nhưng mà bánh snack Mỹ ăn chán chán chán. Kiểu như là mình quen với vị của Việt Nam rồi á, cho nên mình ăn đồ Mỹ mình cảm thấy nó hơi chán chán. Snack trong này không có snack ngon rồi. Anh nhóng nhẽo nữa rồi. À, có gì ngon hết trơn. Mix gì lạ lùng vậy? Strawberry banana. Quấn luôn. Marshmallow. Ồ, cái này ăn với sữa, ăn với sữa. Cereal. Ừ, cereal dạng vậy. Ê, cái pizza này nhìn ngon nè. Cái nào, cái nào, cái nào. Ok, mua đi, mua đi, mua đi. Hay tối mình làm tiệc pizza không? Mua pizza cho mình làm tiệc không? Thôi, anh không ăn pizza đâu. Anh ăn trái cây này thôi. Thôi, không ăn da heo đâu. Ghê. Nhí ăn da heo. Ăn lấy, con lấy đi. Cái này barbecue ngon á. Có ai ăn này không? Bé. Caramel. No, no, no. Chả biết mua gì hết chứ bạn, hôm nay không có hứng làm lắm, không có hứng đi mua snack lắm, cho nên hôm nào đi. Hôm nào có hứng thì bác sẽ dẫn các bạn đi kiếm vòng vòng, nhưng hôm nay thì sao sao á, tâm trạng chưa có được kỳ ta. Vui vui cho lắm. Ồ, đông biển của chợ Mỹ nè hả? Y chang châu Á thôi mà bán mắc hơn. Ở chợ Mỹ có bán đồ của châu Á và chỉ có một nghịch lý đó là chợ Mỹ bán đồ châu Á luôn luôn giá mắc hơn đồ châu Á bán ở chợ châu Á. Thì bảo kịp bao bắp cái Starbucks đó các bạn. Ủa mình có ăn cái gì ngọt không? Mua rượu không? Rượu dưới đây. Em mua. Đi mua rồi. Rượu thường thường ở trong SGB á có bán rượu nhưng mà toàn là rượu nhẹ thôi các bạn. Giống như là rượu trái cây vậy đó. Nhẹ nhẹ, nồng độ nhẹ. Giống như ở Việt Nam á các bạn ăn hay là uống sữa, trà sữa thì nó cũng có rum á, trà sữa rum rồi này nọ nè. Theo là Rosa, chẳng biết cái nào nữa baby ơi. Anh uống không? Thôi anh cũng không ấy lắm nha. Anh không uống hả? Tại vì em muốn uống thì anh uống nha, còn anh cũng không có thực dạng như là em thấy như nào, em thích vị nào. Em hay uống vị này. Ngon không? Ngon. Ngon thì lấy uống. Có một tử không mà đi xuống lấy tim anh về anh làm cái kia ăn. Bé, 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 bé. Cái này về nè anh ấy nước dừa ngon lắm. Em ăn không? Không. Sắp tới là Easter người ta trang trí nè các bạn. Mình mua này không? Anh muốn ăn thì anh mua đi. Chỗ này thì bán gà làm sẵn. Mọi người đang tính tiền ở đằng kia. Bỏ lên đi. Mình ngồi ở đây đợi. Ờ. Ờ, được tặng quà sinh nhật này các bạn ơi, dễ thương quá à. Wow, cưng chưa? Một xe đồ ăn luôn các bạn ơi, một xe đồ ăn luôn. Tối nay là chỉ có xỉn mồi thôi. Thì bảo là chị sẽ cầu nguyện cho cái cây nó không bị chết sớm các bạn à. Ủa, mấy ngày không có xịt một lần mà sao nó lại bị úng ta? Không, bắp biết rồi. Bắp á, mạng kim, khắc mộc cho nên không trồng cây được. Con này mạng thổ nó trồng cây được. Tâm linh lắm á các bạn, không đùa được đâu. Ôi, thôi mình lên xe trước đi, ai làm gì làm. Bắp để cái khẩu trang ở nhà rồi, cho nên bây giờ phải đeo khẩu trang giải. Mình được đi uống Starbucks rồi các bạn ơi. Yay yay, lại là nước uống của nhân cách thứ hai. Bây giờ mình về bắt đầu mình pha ra cái bắt đầu là trái cây trái kiếp rồi mình chuẩn bị. Mình được uống Starbucks rồi. Nói bây giờ nó hết thành cục slam rồi, giờ nó cứng rồi. Đây. Nãy nó chảy nhựa. Nó đông lại rồi, nó đông lại, nó bị an phải mình bỏ chất kích hoạt nhiều quá. Ờ, chất kích hoạt nhiều quá nó đông. Nó cứng rồi, nhìn đơ. Quẹo thẳng qua hết luôn, đi xanh lên đỏ. Tự nhiên quẹo thẳng qua hết luôn là sao không hiểu, để anh chạy bình thường là anh chạy được à? Ok, sorry. Quẹo thẳng qua hết luôn là sao? Một là chạy thẳng, hai là quẹo trái, nhưng quẹo thẳng qua hết luôn là không biết đi đâu luôn lắm em. Ngã đây bự quá anh ơi. Why what? Anh muốn ăn cái cheese Danish. Strawberry refresher, extra strawberry venti.
Can I have a strawberry refresher with extra strawberry? With extra strawberry, venti. And then let me have the strawberry cream, venti too, extra whip. Thôi để chú Hảo trả cho. Trời ơi, hôm nay có nhiều người dành bao mình quá. Ông ấy của hẹn lại ngày mai nha kìa. Ừ, cho khi nào đi với em đi. Wow, hôm nay có nhiều người bao mình quá. Phải khi ngày nào cũng sinh nhật ha. Em đi với anh ngày nào trả sinh nhật em xạo xạo nữa. Suốt cho cái giờ. Hảo mua một cái bánh cheese Danish. Cheese Danish. Ở đây nó có caramel macchiato nè, nhưng mà nghe nó dở lắm. What? Caramel macchiato, hôm nay tới đây uống thử đi. Bắp thích cái caramel macchiato ở trên Tom Tom Coffee. Tom and Tom, cái tên nó chính xác là Tom and Tom. Có nhiều đồ ăn rồi uống quá mệt quá, tối nay mệt quá, anh mệt quá thôi, anh giờ về anh đi ngủ đây. Ok, còn xin cho em cái straw nha. Trời, cái ly đó thường nó không cho cái cống hút. Phải xin thôi cống hút. Anh làm gì vậy? Em giống như cái con chó trên mô tô. Nhìn nhỏ như mô tô, chỉ con chó trên cái này nha. Gật như chú chó trên ô tô. Gật như chú chó trên ô tô. Có mấy con chim nó đu trên dây điện nè, nhìn mình điên ra. Cái cây á hình như là nó bị không xong rồi các bạn ơi. Thank you so much. Wow. Wow. Gì? Trời ơi nắng. Nắng nó rọi thẳng vào trong cái bản mặt luôn. Bao nhiêu cái đẹp cái đấy là nó bây giờ là hiện ra hết. Này, này các bạn, cheese Danish là bánh này nè các bạn. Bánh Pháp, cheese ở giữa. Hơi hấp dẫn đó. Quá. Kiwi của nhí kìa. Cứ thử đi nhí. Không thích cái vị này. Không, nó có cái vị gì kỳ kỳ. Vẫn là thích cái này, strawberry refresher. Dưỡng trả lời. Đúng rồi, giờ bỏ đá vô mà nhà không đá có đá. Hảo nói là Hảo về làm cái món gì cho bắp ăn á các bạn, ăn là ghiền. I promise you. Nghe bảo vậy. Anh làm gì anh cười em à? Không biết nó nhìn mặt em bựa vãi mà cười hả? Nhìn mặt em giống như một câu chuyện cười. Nhí. Chiêu. Có hai kẹo. Có xíu mại luôn. Thôi mà ngon. Ok bây giờ mình đi vô trong nhà. Bác đang kẹp nắp đồ cho nên quay cái cây nó hơi bị niễn. Cái này ngon lắm luôn các bạn. Tự nhiên họ uống nước vô cái bắt đầu mình nghĩ tới cái việc mình sẽ ăn uống, cái bắt đầu bắt có năng lực lại rồi chứ nãy giờ bắt kiểu như nó xìu xìu anh ảnh như cục slam chảy nước vậy. Giờ bỏ chất kích hoạt vô. Chết, hình như mình giữ chìa khóa nhà, mình phải mở cửa nhà nữa. Anh xa nơi này ở nơi em có vui không? Chìa khóa nhà đâu ta? Giờ đây mình có vui không? Giờ đây wow, mình... chìa khóa nhà đâu? Oh, yeah. Ủa chìa khóa đâu ta? Có người ra mở cửa cho mình vô nhà rồi các bạn. Vô nhà rồi, vô nhà rồi, vô nhà rồi. À, Hảo đang đi làm cái gì mà Hảo quảng cáo rồi đó các bạn. Bắp kẹp nách. Kẹp nách nãy giờ nè, đi nó điển điển. Các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ơi. Hôm nay là ngày, trời ơi, các ngoài đây mát mát lạnh lạnh rồi nè. Hôm bữa bắp ra ngoài đây bắp nói với các bạn là nó không có mát lạnh á, mà nó kiểu nóng á và nó hầm á. Thì chỉ mới là một ngày, không phải một ngày nữa, buổi trưa. Buổi trưa nói là hầm, buổi chiều là liền ngay lập tức. Ta nói hay nhắc tới cái chuyện trồng cây là buồn hết sức, buồn não nề. Bắt cái ghế ra đây ngồi nói chuyện với các bạn cho đỡ buồn chơi. Thật sự mà nói bắp vừa mới phát hiện ra một điều, các bạn biết gì không? Là không có phải là do bắp trồng cây mà nó chết đồ đâu. Bắp mạng hỏa. Ồ, bắp mạng hỏa hay bắp mạng kim, bắp mình chả biết nữa. Hình như là mạng kim mà mệnh hỏa. Thành ra đâu có hợp với thổ, đâu có hợp với mộc chứ quên. Còn con này là mạng thổ, cho nên nó hợp mộc, cho nên nó trồng thì nó lên. Bởi chuyện phong thủy mà các bạn. Ở đây là một vườn rau nho nhỏ của anh của Bắp. Trời ơi, ngoài đây thích quá à, lát ra ngoài đi chơi đi. Bởi vì ta nói ở ngoài đây là cái phòng hồi sức. Các bạn nhìn nè, cái cây mà hôm bữa mà Bắp đem ra ngoài á, cái cây đồng tiền mà nó bị đính đính á, nó không có nở luôn á. Anh của Bắp hồi sức tươi tốt ghê luôn nè. Rau diếp cá. Đó đấy, cái con mà nó thường xuyên qua đây nó ăn trực nè, nó chạy rồi, nó nghe động nó chạy rồi. Nó nè. Hình như con khác, con này ốm hơn, phải nói không? Nó hay con khác? Lấp ló, thập thò, ngon quá. Thèm bị gói các bạn ơi.
mì gói phải có rau vô ăn nó mới đỡ ngán. Nhà có bịch giá bỏ vô nấu, nấu lên cho nó lẹ, thêm hai trái ớt nữa. Hấp dẫn quá vậy các bạn. Tim gà. Ôi nhìn hấp dẫn chưa? Dạ hả? Đỡ tốn mày. Nóng không? Không. Ừ, thử coi. Tỏi. Có dưa leo, chua nữa. Miếng rau luộc cái gì quét cái nước mà. Chịu sao nổi em. Em mới mập. Nhiên cơm vậy. Nhanh gọn lẹ các bạn ơi. Kem kem ăn. Cái sắc ngon lắm các bạn, chỉ là bắt không thích ăn tim lắm thôi. Chúng ta đã về tới nhà rồi và các bạn nhìn nè. Một giường của tôi. Phòng của tôi. Và bị dành chỗ nữa rồi. Hả? Cái con này. Nó chưa giặt luôn á. Gớm không? Gớm không? Bây giờ là mọi người đang coi phim đó các bạn. Movie time. Ngày hôm nay thì chỉ quay sương sương như vậy thôi. Đây, thật ra là cũng đâu có ăn gì nhiều đâu các bạn. Tại vì hồi nãy là có đi Nike mua đồ nhưng mà bác chỉ lựa được có cái áo. Chứ cái quần. Khoe các bạn. Cái quần này là để bận đi tập gym. Đó. Còn cái áo này thì bận với mấy cái quần lưng lưng cao á các bạn. Có mùa hè rồi, mua áo thì dài bận chơi. Rồi khịa thì coi bộ là kinh phí khịa là kiểu như là gì? Rich kid. Dầu ngầm. Dầu ngầm á các bạn, mua rất là nhiều đồ. Anh Hảo cũng mua được nhiều đồ, bác phải mua có hai thứ thôi. Và sau đó đi về, sau đó đi chợ HGB và mua được vài thứ thôi, có mấy trái cây rồi đó nè. Tổ quá đủ rồi. Có nhiêu đây trái cây rồi các bạn, ăn tràn bán hồng, ăn lòi bán hồng luôn. Và bây giờ là mọi người đang coi là coi phim gì. Bởi vì ngày hôm nay mọi người quyết định là sẽ đợi cho tới 12 giờ đêm. Bởi vì hôm nay là ngày 1 tháng 4 và mọi người đợi cho tới ngày 2 tháng 4. Đó là đúng sinh nhật của bắp. Rồi countdown chúc mừng sinh nhật chơi vậy đó hả? Em có ông bóng nào thổi không? Kiểu như tới đắt cho mình. Tới 12 giờ chúc mừng sinh nhật rồi xong rồi tiếp. Bây giờ mọi người đang kiếm phim để coi á. Mà có phim để coi rồi, có phim gì kìa? Vincenzo. Vincenzo là phim gì? Vincenzo là tên phim. Tên phim là Vincenzo. Lại đây, nói chuyện con nói sao quá, các bạn không nghe đâu. Trên phim Vincenzo của Song Song Kỳ. Rồi, nhưng mà Khỉ nói là cái phim đó là phim hài đúng không? Nó hài. Ý là, từ đà mới coi trailer hay coi mấy tập đầu thì tưởng là bộ phim về mafia nè, tham nhũng nè hay ghê lắm, nhưng không. Coi tới cuối phim mới biết mình đã bị lừa. Phim nhưng hài. Mà từ tập mấy nó mới hài? Từ tập 1 nó đã hài rồi. Vậy giờ coi tập mấy? Coi tập 1. Xong mà để con xong mình không kể là tới tập 3 không, mình tới tập 4 mình coi. Tới là mình coi tập 1, xong mình nhảy qua tập 3, vì nó thấy lại tập 4. Em chỉ ca nhiều vô tốt cho cơ thể. Ừ khoan nó chua mà. Rất là hớt ông ơi. Nghe ông nhả. Ừ. Đừng nói nó chê chua nha. Con bé, ôi cái con bé. Không ăn này ngọt nè con. Con không tin Út nữa, mất niềm tin vào cuộc sống. Không thiệt cái này ngọt. Còn bị mất niềm tin vào cuộc sống nữa rồi. Nè Út ăn này, nhìn Út ăn nè. Ngọt quá. Không, ngọt đúng không? Ừ. Không ngọt. Bây giờ thì mọi người sẽ coi phim gì quên nữa rồi. Lee Song So. Vincenzo. Bây giờ đang là buổi sáng mà của bác hơi bơ vờ cho nên khoan hãy quay mặt bác đã. Nhưng mà bây giờ thì bác sẽ cập nhật tình hình cho các bạn, đó là cái cây bông màu trắng. Bác sẽ có cái con màu trắng này luôn dẹp qua một bên. Đây là cái cây bông mà Khỉ đã tặng cho bắp đang ở quét phòng. Tàn tích của bông không mà các bạn. Cây Khỉ tặng cho bắp hồi nãy ở dưới đây nó có rất là nhiều lá luôn á. Nhưng mà bắp đã bẻ ra bớt bởi vì nó bị gãy ngang như vậy nè. Người ta lựa ra lựa vô nó bị dập á các bạn, cho nên bắp bẻ bớt rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn rất là nhiều nè. Ở đây thì cái cây hôm bữa bắp mới mua nó vẫn còn tươi. Mặc dù cây này nó được phơi nắng chung với cái cây màu trắng, nhưng mà bây giờ cây này thì nó vẫn còn bông vẫn còn tươi mơn mởn. Cây màu trắng thì nó hết hạn sử dụng rồi các bạn, chứ không phải da bắp phơi nắng. Đây là mấy cái cây bông bự bự, một hồi bắp sẽ quét. Cây này thì vẫn xanh tươi mơn mởn. Em này thì vẫn khỏe, nhưng mà sao cái đất của em này nó sát quá, có cần tới lên không các bạn? Tơi lên không? Tơi lên bắp sẽ cắt đứt rễ của nó, cái nó chết á. Tự nhiên trâu lành thành trâu què. Rồi cái này á thì bắp sẽ lấy đá đốt ra. Các bạn dặn bắp á là nếu mà để đá nhiều quá nó sẽ đè cái rễ, cho nó sẽ đè cái đất á, nó sẽ làm tức cái rễ, cho nên bắp lấy đá ra luôn. Bắp sẽ không chân ở đây luôn.
mà bắp sẽ lấy những cái chậu này bắp để qua. Trời má ơi, đất nó úng như vậy nè, cây nó không chết mới không úng mới là lạ đó. Ok, bắp sẽ để đây và bắp sẽ để qua bên cái phòng ở bên kia, cái phòng quay của bắp á, cho nó nghe chuyện ma, ngày ngày đêm đêm nghe chuyện ba cho nó hoảng sợ. Cho nó hoảng sợ, và sau đó là nó nhiều khi nó hoảng sợ quá nó lên cây lại thì sao. Nè, nó không còn cái gốc nữa các bạn, nó cũng úng úng rồi đó. Bên đây nữa. Các bạn dặn bắp đó là cứ ít ơi là ít ơi là ít nước luôn. Cho nên đợt tới thì bắp sẽ rút kinh nghiệm nha. Trời ơi, sen đá mà chồng còn chết nữa, ai cũng bó tay luôn á các bạn. Thực ra là sống đời mà bắp chồng còn chết mà nói chi là sen đá. Cái cây mà tới cái tên gọi cũng có thể cho thấy được sức sống mãnh liệt của nó, đó chính là sống đời. Nhưng mà vô tay bắp thì nó sống không có đời. Cái này thì đất nó đỡ ấy hơn cho nên nó nhìn nè. À, bắp sẽ để bên kia và bắp cũng sẽ cập nhật tình hình nha. Bắp sẽ đi phơi nắng cái này một ít, một chút. Bắp sẽ đem cái này đi phơi nắng cho nó ráo ráo. Và bắp sẽ giữ cái nắng này cũng như là quét nhà, quét phòng. Hôm nay là ngày 2 tháng 4, hôm nay chính thức là sinh nhật của bắp. Và hôm nay thì bắp sẽ khoe một xí xí thành quả ngày hôm nay. Hồi sáng tới giờ thì dọn dẹp phòng ốc là xong xuôi rồi các bạn, sạch sẽ rồi. Nó không có còn bừa bộn giống như là hồi sáng nữa. Đó, xếp sạch sẽ rồi, hai đứa này nó lại qua đây. Úp giặt mấy cái lá bị hư rồi hả? Ừ. Thì thấy nó kiểu không hề hiền, thấy nó trong chơm, nó còn lắc, nó rung. Ê, đây là sẵn cầm lên thì đây là quà cú khịa tặng cho bắp ngày hôm qua. Các bạn cũng đã thấy ở trong video. Ở trên đây buổi sáng, sớm ngày hôm nay, mẹ của bắp và lì xì cho bắp. Và lì xì, mừng tuổi mới. Và đây là quà Christina tặng cho bắp. Ở bên trong có hình trái tim rất là dễ thương luôn các bạn. Tại vì đang cầm cho nên đây, you are amazing, bạn thật là tuyệt vời. À không, phải dịch là cô dì chứ, dì thật là tuyệt vời, bởi vì bắp là dì của Tina. Ý. Và kế tiếp thì bắp có cái chai này là chai nước hoa mà bắp được chị dâu tặng. Đấy. Và còn một số quà đang trở về nhà nữa các bạn à. Ngày hôm qua thì được Hảo dẫn đi ăn và được mua đồ, mua cái áo với mua cái quần ở trong Nike. Và đó là những cái món quà của bắp. Và cộng thêm tất cả những lời chúc của các bạn ở trên Facebook cũng như là trên YouTube nữa. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã chúc mừng ngày sinh nhật của bắp nha. Và bắp cũng hy vọng tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn. Ngày hôm nay thì bắp chưa biết là sẽ làm gì nữa, nhưng mà video cũng đã dài rồi. Video kéo là nói là ngày 1 tháng 4 thôi, nhưng mà kéo dài qua tới ngày hôm nay. Thì hôm qua là ngày quốc tế nói láo đúng không? Thì bắp, nhưng mà bắp không có hề nói láo với ai cả. Gì nói dối làm trái tim đâu, cho nên không nói dối. Ngày hôm nay là bắp là sinh ngày 2 tháng 4, thì ngày 2 tháng 4 là ngày quốc tế nói thật. Không biết đâu ra nữa. Cho nên những người sinh vào ngày 2 tháng 4 rất là thật thà các bạn à. Nên đúng, tin vào thật thà, bởi vì ông bắp nói gì mình chưa giờ tin hết. Rất là thật thà, cho nên các bạn nên tin vào những người sinh ngày 2 tháng 4. Chị bắp đưa cho mình ăn một cái gì đó, chị bắp bảo bị bắp bảo ngon thì mình sẽ không có tin được. Bảo ngon là ăn thì ăn, cứ ăn đi, ăn ngon tao mới san sẻ cho ăn chứ. Bảo ngọt thì nó ngọt chứ. Mất niềm tin được cuộc sống này. Ok, và đó là hết video của chúng ta rồi. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp, đặc biệt là chuỗi series Bắp's Life. Và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha. Con làm trò mèo gì á? Cái tay cũng đẹp nè. Con muốn làm cái trò mèo vậy nè, cái mặt con nè. Nó đáng vô vậy đó hả?